rất là đẹp các bác ạ. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày cuối năm 2020, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên xưởng em thì có hoàn thiện xong một bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách của một khách hàng tại Hiền Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Thì trước khi bàn giao cho khách hàng thì em có quay lại cái video clip clip hoàn thiện của bộ sản phẩm này để gửi trước cho gia đình anh chị xem, cũng như là giới thiệu qua một chút cho quý vị khách hàng, mọi người đang quan tâm đến sản phẩm. Thì đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ bàn ghế đây. Bộ bàn ghế này có tên là bộ bàn ghế Louis bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là hình ảnh của hai chiếc ghế nhỏ thì có kích thước là 75 và sâu là 57, chân là đục hoa lá tây cũng như là yếm và các chi tiết khác thì được chạm trổ những cái đường nét gọi là đường nét hoa lá tây. Vách này là đục là chám mai đó, đường nét thì toàn bộ là được chạm khắc rất là tinh tế và sắc sảo. Sản phẩm thì đã được hoàn thiện sơn BU bóng. Và quý vị thấy trên màn hình đây, chất liệu gỗ là chất liệu gỗ gõ đỏ, hay là miền Nam thì chúng ta gọi là gỗ kate. Đây là hình ảnh hoa lá tây và chính giữa có một bông hoa hồng. Hàng thì đã hoàn thiện rất là kỹ. Đây, vân gỗ tự nhiên quý vị nhé, vân gỗ tự nhiên và rất là chắc chắn. Chiếc ghế nhỏ thứ hai, bộ này thì hôm trước là khách hàng đã xuống trực tiếp bên cơ sở em và ký mộc của bộ sản phẩm rồi, hôm nay thì em có hoàn thiện lên. Và hiện tại thì là chiếc xe đang chờ sẵn đây, chuẩn bị bốc xếp đây. Chân ghế, chân bàn là bàn yếm này. Hàng rất là đẹp các bác ạ. Rồi, quý vị nào có nhu cầu thì xin liên hệ bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, có số điện thoại là 0987 510 806 và website là đồ gỗ tùng 8.com. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian và xem video clip này. Quý vị có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp với cái địa chỉ trên màn hình này. Ok mọi người.